Thưa quý vị, thực hiện nghị quyết số 01 ngày 16 tháng 10 năm 2020 của Đại hội 11 Đảng bộ tỉnh, nhiệm kỳ 2020-2025 và chương trình hành động số 13 ngày 22 tháng 12 năm 2020 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh về thực hiện nghị quyết Đại hội 11 Đảng bộ tỉnh, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đã kịp thời lãnh đạo chỉ đạo và tổ chức quán triệt triển khai thực hiện nhằm tạo chuyển biến mạnh mẽ trong khâu tổ chức thực hiện của Ủy ban Kiểm tra ca cấp và cán bộ công chức ngành kiểm tra Đảng tỉnh về nhiệm vụ kiểm tra giám sát, góp phần xây dựng Đảng, hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh. Theo đó, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đã tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc, kịp thời và đầy đủ các văn bản của Trung ương về công tác kiểm tra giám sát và ban hành các văn bản lãnh đạo chỉ đạo thực hiện công tác kiểm tra giám sát phù hợp với tình hình thực tế của địa phương. Xây dựng và triển khai thực hiện đề án, hạn chế tình trạng tổ chức Đảng, đảng viên vi phạm bị xử lý kỷ luật trong Đảng bộ tỉnh, nhiệm kỳ 2020-2025, nhằm tiếp tục nâng cao nhận thức, trách nhiệm và hiệu lực hiệu quả công tác kiểm tra giám sát, kỷ luật của Đảng trong giáo dục, răn đe, phòng ngừa, ngăn chặn vi phạm, qua đó kéo giảm hơn 52% tổ chức Đảng và trên 24% đảng viên vi phạm bị xử lý kỷ luật so với nhiệm kỳ 2015-2020.